Đinh Tỵ phận số quý anh, tuổi hỏa mạng thổ dễ thành cơ ngơi, tuổi xuân chắc trở đổi rời, theo đường khoa bảng cuộc đời lên cao, long đức chiếu mạng phước hào, thuận sanh thu hạ vừa giàu vừa sang. Nghịch sanh phải chịu gian nan, thân không khổ cực tính toán thì nhiều, hậu vận mới được bình yên, công danh ổn định vững bền gia can. Đinh Tỵ có lắm ách nạn, thủ thường an phận gia đạo bình yên. Cuộc đời tuổi Đinh Tỵ, sinh năm 1977, đầm nội chi xà, rắn trong đầm, tuổi trẻ vất vả thế đủ rồi, hậu vận gặp thời đổi đời sau một đêm. Giàu nhanh chóng mặt, tiền vàng đè ngạt thở, từ năm 47 tuổi tới 100 tuổi, may mắn liên tiếp giàu sang an nhàn, thọ tỷ Nam Sơn. Hoan hỉ chào đón quý vị cùng các bạn đã quay trở lại với kênh Minh Đường Tử Vi. Quý vị thân mến, trong vòng trường sinh 12 con giáp, người tuổi Mùi Cầm Tinh con dê được mệnh danh là loài vật hiền lành và nhu mì nhất, nhưng đôi khi đó lại chính là rào cản khiến cho họ gặp nhiều khó khăn trắc trở trên con đường công danh sự nghiệp. Đinh Tỵ với nạp âm hành thủy, do can đinh ghép với chi mùi, hỏa sinh nhập thổ bằng can sinh chi, tuổi con dê là lứa tuổi có căn bản thực lực hơn người, nhiều may mắn, ít gặp trở ngại trên đường đời. Nếu ngày sinh có hàng can đinh, kỷ, sinh giờ sửu, mùi còn được hưởng phúc lớn của dòng họ. Đặc trưng cơ bản nhất của những người tuổi Đinh Tỵ, sinh năm 1977, thuộc mệnh thiên hà thủy đó, là sự thông minh trí tuệ, vì trong ngũ đức hành thủy, chủ trí tuệ. Nước mưa, hay diễn đạt một cách bóng bẩy, là nước thiên hà, là sự kết tinh của hành thủy, Đinh Tỵ là mẫu người điềm đạm nhân hậu, tiếng nói thanh nhã, rất mẫn cảm, thích ăn phận thủ thường, không muốn đảm trách đại sự, cẩn thận và tỉ mỉ trong cách xử lý công việc. Tuy nhiên, thì đôi khi quá cẩn thận và do dự, nên đã bỏ lỡ nhiều cơ hội tốt trong tầm tay, tính tình lương thiện mềm mỏng, nhiều khả năng thuyết phục, nên dễ thu phục nhân tâm. Và theo chuyên gia phong thủy hàng đầu Phương Dương có chỉ ra rằng, có một liệu pháp tuyệt vời để người tuổi Đinh Tỵ trở mình đổi vận lên giàu có và hạnh phúc, đó chính là nắm trong tay tấm bản đồ cuộc đời của mình. Nổi bật là, từ năm 47 tuổi tới 100 tuổi, về cuộc đời của những người này cụ thể diễn biến ra sao, năm nào thì gặp nhiều may mắn, vạn sự hanh thông, công danh rộng mở, năm nào thì vận hạn giáng xuống cần phải tránh xa, Minh Đường Tử Vi sẽ chia sẻ như sau. Đây là lá số ứng với Đinh Tỵ, sinh năm 1977. 1. Đặc trưng phân biệt theo can chi ngũ hành và phẩm chất tính cách là một Đinh Tỵ chu đáo, chỉ khi mãnh thánh thiện, thành thực có lòng chính nghĩa, có sự đồng cảm và thành công viên mãn. 2. Tổng quan cuộc đời đầy đủ các phương diện sự nghiệp, công danh, tài lộc, sức khỏe và tình duyên gia đạo, đặc biệt là diễn biến tử vi vận mệnh chọn đời theo ngày sinh, tháng sinh may mắn nhất. 3. Vận mệnh tuổi Đinh Tỵ sinh năm 1977, diễn biến qua từng năm tuổi từ năm 47 tuổi tới 100 tuổi. 4. Tương hợp tương khắc và nguyên lý phong thủy của người tuổi Đinh Tỵ sinh năm 1977. Xin mời quý vị cùng chú ý theo dõi nhé! Xét về phương diện sự nghiệp của tuổi Đinh Tỵ 1977. Tuổi Tỵ sinh năm 1977, cầm tinh con rắn trong đầm. Sinh năm này là người thông minh, tài trí, nhưng độc đoán và mưu đồ. Tuổi này biết rút ngay ra bài học sau sai lầm để tránh cho các lần sau. Có thể nói họ làm nhà chính trị hay làm học giả cũng đều tài ba. Nếu không là người bình thường, thì cũng là người mưu mẹo và đầy tham vọng. Họ làm người dân thường, tiểu nhân thì đáng sợ. Hãy nên cố sống tu tỉnh tâm đức để được hưởng phúc. Phụ nữ tướng mạo xinh đẹp, mỹ miều, nên đeo ngọc bội văn xương quý nhân để cầu may đường quan lộc. Tử vi chọn đời tuổi Tỵ dù làm gì thì tinh thần trách nhiệm vẫn rất cao. Họ luôn xác định mục tiêu rõ ràng trước khi hành động. Lý tưởng cao đẹp và tài năng thiên bẩm kết hợp lại với nhau, khiến bạn có thể đạt đến đỉnh cao của sự nghiệp, trí nhớ vượt trội hơn người. Không chỉ đơn giản nhớ chính xác mặt mũi, tên tuổi của rất nhiều người, mà bạn còn có thể nhớ được sở thích hay chuyện riêng tư của họ. Điều này cùng với tâm tư nhạy cảm, giúp bạn rất có duyên buôn bán. Chuyện kinh doanh lên như diều gặp gió, sở thích hoài cổ, nghiên cứu những chuyện triết lý sâu xa, khiến người này thích hợp trở thành chính trị gia, triết gia hay thương gia. Tuy nhiên, nên chú ý nhiều hơn về phương diện hợp tác đầu tư, cẩn trọng nhưng không quá thận trọng, cảnh giác chứ không phải nghi kỵ. Về tài lộc chọn đời Đinh Tỵ 1977. Tử vi chọn đời tuổi Đinh Tỵ có vận tài lộc khá tốt, nhờ quý nhân kịp thời ra tay tương trợ nên mọi chuyện họ làm đều khá thuận buồm xuôi gió. Nguồn tiền bạc mà họ có phần lớn đến từ việc đầu tư thu lợi, chứ không phải do vất vả kinh doanh mà có. Người này may mắn có rất nhiều cơ hội phát tài bất ngờ, họ hiếm khi phải lo sầu, phiền muộn vì tiền bạc, có điều từ nhỏ họ đã có thói quen sống xa hoa phung phí. Tiêu tiền không mấy khi suy nghĩ tương lai, nếu muốn ổn định về tài chính thì nên có kế hoạch kiểm soát chi tiêu, tiết kiệm để lấy tiền đầu tư phát triển cho sự nghiệp sau này.
Hãy tìm những đối tác làm ăn là những con giáp hợp với tuổi của bạn. Đối với tuổi Đinh Tỵ đó chính là Dậu và Sửu. Đây là những vị quý nhân đem lại may mắn, tiền tài cho bạn. Sức khỏe chọn đời tuổi Đinh Tỵ 1977. Tử vi chọn đời tuổi Tỵ, mặt sức khỏe ngũ hành thuộc hỏa, hỏa đại diện cho tâm can. Vì thế người tuổi Đinh Tỵ nên đặc biệt chú ý các vấn đề về tim, nên tránh làm việc lao lực, kích động quá mức hay suy nghĩ mất ngủ triền miên, khiến cho nhịp tim không điều hòa, nên hạn chế thức đêm, bởi việc đó khiến cho tâm hỏa thịnh, cực kỳ không tốt đối với tim. Phật độ mệnh của tuổi Đinh Tỵ là Phổ Hiền Bồ Tát, nếu mang theo người những vật tượng trưng của Phật hoặc dốc lòng thờ cúng, sẽ được Bồ Tát che chở bảo vệ, phù hộ độ trì vượt qua những nạn bệnh tật đau ốm. Về tình cảm gia đạo chọn đời Đinh Tỵ 1977. Tử vi chọn đời tuổi Đinh Tỵ, mặt tình cảm thường theo đuổi tình yêu nồng nhiệt và tràn đầy kích thích. Trong cuộc đời người này không thiếu yến oanh vây quanh. Họ là mẫu người phong lưu điển hình, họ biết cách dùng hành động đơn giản để biểu đạt tình cảm, cũng giỏi nắm bắt tâm tư con gái, nói tuổi Đinh Tỵ là sát thủ tình trường cũng chẳng ngoa. Tuy nhiên, họ không giỏi thể hiện tình cảm bằng lời nói, nên người khác đôi khi khó hiểu được suy nghĩ nội tâm của họ là gì, khó tìm được người tri âm tri kỷ. Nữ giới tuổi này đứng trước tình yêu có phần trầm ổn hơn, họ khá lặng lẽ, thời thơ ấu lớn lên trong môi trường tốt, gia đình yên ấm, tuy tới tuổi trung niên gặp nhiều chuyện không như ý, nhưng về cơ bản thì ảnh hưởng không quá lớn. Trong tử vi, thân và tỵ tạo nên một góc lục hợp, do đó thân được gọi là lục hợp quý nhân của tỵ, tuổi tỵ nên tìm đối tượng kết hôn cầm tinh con khỉ. Để xây dựng hôn nhân bền vững tốt đẹp, người tuổi tỵ còn hợp với người tuổi dậu và tuổi sửu, ba cung hoàng đạo này tạo thành một góc tam hợp, là những con giáp thích hợp để kết hôn của người tuổi tỵ. Ngoài ra, đào hoa quý nhân của tuổi tỵ là tuổi ngọ, kết bạn với người tuổi sửu, vận đào hoa của các chú rắn sẽ nở rộ. Và bây giờ sẽ là mục được nhiều anh chị đang chờ đợi từ đầu chương trình tới giờ, đó là vận trình tử vi năm mới 2024, tức tuổi Đinh Tỵ 48 tuổi, và đặc biệt là cách hóa giải vận hạn cho Đinh Tỵ có một năm mới may mắn, bình an và giàu có. Những người sinh ra trong khoảng thời gian từ ngày 18 tháng 2 năm 1977 đến ngày 6 tháng 2 năm 1978 dương lịch, thuộc tuổi Đinh Tỵ, cầm tinh con rắn, sự kết hợp giữa thiên can đinh cùng địa chi tỵ mang ý nghĩa đầm nội chi xà, rắn trong đầm. Tuổi 1977 mệnh thổ, cụ thể là sa trung thổ, đất pha cát, năm Giáp Thìn 2024 có ngũ hành thuộc hỏa, có mối quan hệ tương sinh với hành thổ của tuổi, điều này tương đối cát lành đối với nam Đinh Tỵ 1977. Nếu xét về thiên can và địa chi, đinh gặp giáp thì bình hòa, tỵ với thìn cũng bình hòa với nhau, như vậy là rất tốt. Những điều này báo hiệu một cuộc sống yên bình, hanh thông trong năm 2024. Đối với nam mạng Đinh Tỵ 1977, để tận dụng tối đa vận khí thuận lợi, bản mệnh nên nỗ lực làm việc với tinh thần cầu tiến, chăm chỉ, trung thực. Vận trình tử vi số mệnh 2024 của nam Đinh Tỵ khá suôn sẻ, được thiên thời địa lợi nhân hòa. Đây là thời cơ chín mùi để bản mệnh lên kế hoạch hiện thực hóa những dự định quan trọng của bản thân. Năm Giáp Thìn 2024, Đinh Tỵ nam mạng sẽ có con đường sự nghiệp tương đối bình ổn. Ở độ tuổi 48, công việc tuy không có những bước phát triển bứt phá, nhưng lại rất vững vàng, làm tới đâu chắc thắng tới đó. Đôi lúc công việc gặp trục trặc không như ý, nhưng với bề dày kinh nghiệm, Đinh Tỵ nam mạng có thể xử lý êm xuôi tốt đẹp. Năm 2024 này, mệnh chủ nên duy trì những thành quả cũ. Trước các quyết định thay đổi thì cần có sự tính toán thận trọng, không nên liều lĩnh. Vận khí tài lộc của nam mạng Đinh Tỵ khá thịnh vượng trong năm 2024. Mệnh chủ may mắn có được nhiều cơ hội để tích lũy thêm nhiều tài sản, nguồn tiền tài dồi dào, nhờ vậy mà cuộc sống sẽ được đầy đủ, no ấm. Ở độ tuổi trung niên, Đinh Tỵ nam mạng nên hạn chế tiêu xài hoang phí, thay vào đó hãy cố gắng để ra một khoản dành dụng. Để tình hình tài chính luôn vững vàng, nam Đinh Tỵ nên kiểm soát chi tiêu, hướng về sống tiết kiệm, giản dị, thanh tịnh. Nam Đinh Tỵ sẽ có cuộc sống gia đạo hạnh phúc, đầm ấm trong năm 2024, vốn là người ham công tiếc việc, mệnh chủ dễ đánh mất cân bằng giữa gia đình và sự nghiệp. Nếu muốn giữ cho mái ấm luôn an vui, nên dành nhiều thời gian chăm sóc những người thân trong nhà, tình cảm gia đình sẽ càng thêm khăng khít sau những khoảnh khắc vui vẻ bên mâm cơm nhà hoặc trong các chuyến du lịch. Ngoài ra, việc chủ động quan tâm, sẻ chia cảm xúc qua lời trò chuyện thân mật cũng giúp gia tăng tình thân. Người tuổi Tỵ thường sống nội tâm hay che giấu cảm xúc thật của bản thân. Nếu muốn hóa giải những hiểu lầm không đáng có, để mọi người càng thêm thấu hiểu lẫn nhau, mệnh chủ nên biểu lộ tâm tư tình cảm một cách rõ ràng hơn.
Bước sang độ tuổi 48, cơ thể sẽ gặp phải một số vấn đề sức khỏe thường thấy ở tuổi trung niên trong năm 2024. Mệnh chủ nên phòng tránh bệnh tật bằng cách khám sức khỏe định kỳ. Lời khuyên để có được sức khỏe dồi dào là lối sống lành mạnh và chế độ ăn uống khoa học. Ngoài ra, các hoạt động thể thao vừa sức không chỉ giúp cơ thể dẻo dai săn chắc mà còn nâng cao sức đề kháng, giảm nguy cơ mắc bệnh. Đối với nữ mạng Đinh Tỵ, tổng quan vận trình tử vi tuổi Tỵ 1977 nữ mạng năm 2024 được dự đoán là an bình, thuận lợi khi có được thời vận suôn sẻ cộng với sự nỗ lực của bản thân. Mệnh chủ sẽ gặt hái được những thành quả ngoài mong đợi. Trong năm 2024, nữ Đinh Tỵ gặp nhiều điều suôn sẻ trong các khía cạnh của cuộc sống. Đặc biệt chuyện hôn nhân gia đình được hạnh phúc viên mãn, gia đạo yên vui, hòa hợp, mọi người yêu thương nhau, đó là điều ý nghĩa nhất đối với mệnh chủ ở thời điểm hiện tại. Người nữ tuổi Đinh Tỵ sẽ có vận trình sự nghiệp khá hanh thông trong năm Giáp Thìn 2024, nhờ có đầu óc thông minh nhạy bén, cùng với kinh nghiệm dày dặn, mệnh chủ đạt được vị trí vững chắc trong nghề. Ngoài ra, người tuổi này cũng có tài giao tiếp khéo léo, dễ tạo thiện cảm với cấp dưới và đồng nghiệp, nhờ có kỹ năng làm việc lâu năm và lòng tâm huyết với nghề. Nữ Đinh Tỵ có thể dễ dàng vượt qua những trắc trở trong công việc. Nếu muốn tạo bước phá trong sự nghiệp ở độ tuổi trung niên, nữ Đinh Tỵ cần hành động thận trọng, tính toán kế hoạch thật kỹ lưỡng. Năm Giáp Thìn, nữ mạng tuổi Đinh Tỵ có tài vận tốt, gặp nhiều cơ may để tích lũy tiền tài. Những cơ hội này chỉ thực sự được phát huy khi mệnh chủ làm ăn chính đáng, kiếm tiền bằng sự nỗ lực của bản thân. Để đảm bảo sự ổn định về tài chính, nữ Đinh Tỵ nên lập kế hoạch chi tiêu thông minh, không nên tiêu tiền một cách hoang phí. Mệnh chủ cần dành dụng những khoản tiết kiệm để đề phòng lúc cần sử dụng đến. Hơn nữa, năm 2024 là lúc nữ Đinh Tỵ nên chi tiêu nhiều hơn vào việc chăm sóc sức khỏe của bản thân. Năm 2024, nữ Đinh Tỵ vẫn hạnh phúc với cuộc sống gia đạo an vui đầm ấm. Đôi lúc mệnh chủ mải mê làm việc mà ít thể hiện tình cảm với người thân xung quanh, dù có bận đến mấy thì cũng nên thường xuyên chủ động trò chuyện, sẻ chia cảm xúc với người nhà. Những chuyến du lịch vui vẻ hoặc mâm cơm gia đình ấm áp là những điều giúp tình cảm gia đình thêm khăng khít. Khi bất đồng chính kiến với người thân, nữ Đinh Tỵ nên thẳng thắn chia sẻ quan điểm cá nhân, nhờ đó những mâu thuẫn sẽ nhanh chóng được giải quyết, đồng thời tránh được những hiểu lầm không đáng có. Ở tuổi trung niên, phụ nữ Đinh Tỵ không nên chủ quan trong việc chăm sóc sức khỏe của bản thân để có một cơ thể khỏe mạnh, tinh thần vui vẻ. Mệnh chủ nên duy trì các thói quen lành mạnh, thăm khám sức khỏe định kỳ nhằm phòng ngừa bệnh tật, chế độ ăn uống hợp lý, kết hợp cùng với việc tập luyện thể thao sẽ giúp sức khỏe dẻo dai, duy trì vóc dáng thon gọn. Việc cải thiện sức khỏe tinh thần bằng cách suy nghĩ tích cực, lạc quan hoặc thiền định cũng rất cần thiết. Năm 2024, sao Mộc Đức sẽ chi phối vận trình tử vi của tuổi Đinh Tỵ. Mộc Đức được coi là phúc tinh chủ về thịnh vượng, an khang trong hệ thống cửu diệu, mang đến may mắn cho cả nam lẫn nữ. Người được sao Mộc Đức chiếu mệnh sẽ có đường công danh rộng mở, tài lộc dồi dào. Vậy nên năm mới sắp tới là thời điểm thích hợp để mệnh chủ triển khai các dự định lớn. Tuy nhiên, nữ Đinh Tỵ không nên chủ quan, ngay cả khi đạt được thành công cũng cần hành động cẩn trọng. Năm 2024, người nữ tuổi Đinh Tỵ gặp hạn tam kheo, chủ về những tác động tiêu cực đối với sức khỏe. Mệnh chủ không nên lơ là trong việc bảo vệ sức khỏe, tránh ham công tiếc việc mà làm quá sức, khiến tinh thần mệt mỏi. Để giảm trừ vận hạn, nữ mệnh chủ hãy duy trì lối sống lành mạnh và giữ thái độ sống tích cực, thường xuyên vận động, rèn luyện cơ thể vừa giúp xương khớp chắc khỏe linh hoạt, vừa nâng cao khả năng miễn dịch của cơ thể. Cách hóa giải vận hạn bằng phong thủy may mắn cho người tuổi Đinh Tỵ 1977. 1. Chọn tuổi hợp với Đinh Tỵ 1977. Tuổi hợp làm ăn đối với nam mạng. Đinh Tỵ nam mạng nên lựa chọn những tuổi hợp với mình về đường tài lộc như Canh Thân, Nhâm Tuất và Bính Thìn để cộng tác trong công việc. Nếu kết hợp với những tuổi này thì mọi chuyện sẽ vô cùng suôn sẻ, gặp nhiều may mắn, thuận lợi, tránh được rủi ro, dễ được thành công, mang lại nhiều kết quả tốt đẹp. Lựa chọn vợ. Muốn vợ chồng sống trong hạnh phúc viên mãn, không phải lo nghĩ về bất cứ điều gì, tiền bạc luôn dư giả, công danh tiền đồ rộng mở sáng lạn, thì Đinh Tỵ nam mạng nên lựa chọn kết duyên với những tuổi hợp với mình cả về tình duyên và tài lộc như Canh Thân và Bính Thìn. Tình cảm vợ chồng vẫn mặn nồng thắm thiết, nhưng cuộc sống chỉ dừng ở mức vừa đủ chi tiêu khi bạn nên duyên chồng vợ với các tuổi Đinh Tỵ, Kỷ Mùi, Quý Hợi, Ất Sửu và Ất Mão. Kết hôn với các nữ mạng tuổi Tân Dậu, Đinh Mão và Ất Mão, Đinh Tỵ cần phải học cách nhường nhịn, quan tâm và chia sẻ nhiều hơn nữa với người bạn đời của mình. Như vậy cuộc sống gia đình vợ chồng mới hòa hợp, thuận lợi theo ý muốn. Vào những năm xung kỵ trong chuyện lương duyên, 19, 27,
31, 33, 39 và 43 tuổi, bạn không nên tiến tới hôn nhân, xây dựng gia đình. Đinh Tị Nam mạng sinh vào các tháng 1, 2, 4, 7, 9 và 12 âm lịch thì thường có số đa thê hay có nhiều thay đổi trong tình duyên. Tuổi Đại Kỵ, Nam mạng Đinh Tị nên tránh cộng tác trong công việc hay nên duyên chồng vợ với những tuổi Mậu Ngọ, Giáp Tý, Bính Dần, Canh Ngọ, Giáp Dần và Nhâm Tý, bởi đó là những tuổi Đại Kỵ. Nếu kết hợp sẽ không mang lại nhiều may mắn, nếu chót lỡ yêu thương nhau rồi mới biết phạm tuổi Đại Kỵ và hai người vẫn muốn tiến tới hôn nhân, thì không được tổ chức cưới hỏi linh đình rầm rộ mà chỉ được làm mâm cơm cúng gia tộc tổ tiên để được chứng giám, sẽ có cơ may chung sống với nhau đến trọn đời. Nếu tuổi Đại Kỵ là người thân trong gia đình thì nên thành tâm làm lễ cúng sao giải hạn hàng năm cho mỗi người, sẽ giảm bớt được xung kỵ, tránh được tai ương. Tuổi hợp làm ăn với nữ mạng. Nếu chọn những tuổi Nhâm Tuất, Canh Thân, Bính Thìn để hợp tác làm ăn thì nữ Đinh Tị sẽ không phải lo lắng nhiều trong vấn đề thành bại, bởi vì tuổi của Đinh Tị rất hợp mệnh với các tuổi trên, do vậy mà trong vấn đề hợp tác sẽ rất thuận lợi và gặt hái được nhiều thành công, thu hút tài lộc. Lựa chọn chồng, kết hôn với một trong số các tuổi Nhâm Tuất, Bính Thìn, Canh Tuất, Giáp Tuất, Nhâm Thân thì Đinh Tị sẽ có một cuộc sống vô cùng giàu sang, sung sướng. Cuộc sống sau kết hôn hạnh phúc đầm ấm, không những thế người chồng còn giúp Đinh Tị rất nhiều trong công việc làm ăn của bản thân, phát triển sự nghiệp. Nên duyên với các tuổi Đinh Tị, Kỷ Mùi, Quý Hợi và Ất Sửu, cuộc sống sau hôn nhân của hai người sẽ khá hạnh phúc. Những con giáp trên tuy không đem đến nhiều tài lộc cho nữ tuổi Đinh Tị, nhưng chắc chắn một điều họ sẽ rất yêu thương và che chở cho vợ con, gia đình của mình. Nếu kết hôn với một trong số các tuổi Tân Dậu, Đinh Mão và Ất Mão, cuộc sống hôn nhân gia đình của Đinh Tị đôi lúc sẽ gặp phải nhiều sóng gió và khó khăn. Muốn gia đình được hạnh phúc ấm êm thì Đinh Tị cần phải biết kiềm chế lại tính cách bản thân, cố gắng hiểu quan tâm tới mọi người hơn nữa. Hai vợ chồng nên cùng nhau cố gắng phát triển sự nghiệp, tạo dựng cuộc sống tốt đẹp hơn cho con cái sau này. Trong cuộc đời không nên kết hôn ở các độ tuổi sau đây: 17, 19, 23, 29, 31, 35 và 41 tuổi. Tuổi Đại Kỵ, trong công việc, sự nghiệp làm ăn cũng như hôn nhân gia đình thì không nên chọn các tuổi sau đây: Mậu Ngọ, Giáp Tý, Bính Dần, Canh Ngọ, Giáp Dần và Nhâm Tý. Do có sự xung khắc về tuổi nên đây sẽ là một sự kết hợp không thuận lợi và nhiều khó khăn. 2. Màu sắc hợp mệnh với Đinh Tị 1977. Màu tương sinh của tuổi Đinh Tị, người tuổi Đinh Tị có khá nhiều sự lựa chọn màu cho màu sắc trang phục, bởi họ rất hợp với màu đỏ, màu hồng, hỏa sinh thổ, còn màu vàng và vàng đất lại chính là màu bản mệnh của thổ nên càng tốt hơn. Màu tương khắc của tuổi Đinh Tị, người tuổi Đinh Tị nên tránh dùng màu xanh, xanh lục trong trang phục, đồ đạc vì mộc khắc thổ không tốt cho tuổi Đinh Tị. Ngũ hành tương sinh, kim sinh thủy, thủy sinh mộc, mộc sinh hỏa, hỏa sinh thổ, thổ sinh kim. Quan hệ tương sinh không có nghĩa là hành này sinh ra hành khác, mà là nuôi dưỡng, trợ giúp, làm cho hành kia có lợi. Thí dụ như, thủy sinh mộc, nước sẽ làm cho cây tươi tốt, mộc sinh hỏa, cây khô dễ cháy tạo nên lửa. Quan hệ tương sinh của ngũ hành có hai trường hợp, nếu là sinh nhập, hành khác làm lợi cho hành của mình. Nếu là sinh xuất, hành của mình làm lợi cho hành khác. Kim sinh thủy, thủy được sinh nhập, được lợi, kim bị sinh xuất, không tốt, thủy sinh mộc, mộc được sinh nhập, được lợi, thủy bị sinh xuất, không tốt, mộc sinh hỏa, hỏa được sinh nhập, được lợi, mộc bị sinh xuất, không tốt, hỏa sinh thổ, thổ được sinh nhập, được lợi, hỏa bị sinh xuất, không tốt, thổ, sinh kim, kim được sinh nhập, được lợi, thổ bị sinh xuất, không tốt. Ngũ hành tương khắc, hỏa khắc kim, kim khắc mộc, mộc khắc thổ, thổ khắc thủy, thủy khắc hỏa. Tương khắc có nghĩa là hành này làm hao mòn, diệt dần hay ảnh hưởng xấu đến hành khác. Thí dụ như, hỏa khắc kim, lửa sẽ làm cho kim loại bị tan chảy, thổ khắc thủy, đất sẽ ngăn chặn làm cho nước không thể chảy qua được. 3. Phật độ mệnh của Đinh Tị 1977. Tử vi chọn đời tuổi Tị có Phật bản mệnh là Phổ Hiền Bồ Tát. Mỗi con giáp đều có một vị Phật hoặc Bồ Tát bảo vệ, che chở và phù hộ cho mình tùy vào ngày sinh hoặc ngày kết hôn, gọi là Phật độ mệnh, Phật bản mệnh hoặc Phật hộ mệnh. Thông qua 12 nhân duyên, thiên can, địa chi và 5 yếu tố cơ bản là đất, nước, gió, lửa, không khí, Phật giáo Mật Tông đưa ra thuyết 8 vị bản tôn chủ quản 12 con giáp, Bồ Tát Phổ Hiền đại biểu cho lý, định, hạnh, nắm giữ lý đức, định đức và hạnh đức của chư Phật, nhận được sự bảo hộ của Phổ Hiền Bồ Tát. Nếu người tuổi Tị mang theo người những vật tượng trưng của Ngài hoặc dốc lòng thờ cúng sẽ được Đức Phật che chở, bảo vệ, Ngài sẽ dẫn đường chỉ lối vượt qua gian nan thử thách, hóa giải kiếp nạn, nhận được nhiều may mắn cả đời an lành, cát tường.
Trong quyển 1 của Đại Nhật Kinh Sơ có đề cập đến như sau: Bồ Tát Phổ Hiền, phổ nghĩa là trải khắp mọi nơi, hiền là diệu thiện nhất. Ý nói Bồ Tát Phổ Hiền dựa hạnh nguyện phát ra từ tâm Bồ Đề và sự cân bằng của thân, khẩu ý phổ khắp mọi nơi, diệu thiện thuần nhất có đủ các đức, vì thế gọi là Phổ Hiền. Quý vị thân mến, tuổi Đinh Tị 1977 đứng bên kia sườn dốc cuộc đời, nhất định có 3 đại kỵ nên đề phòng để vận trình còn lại bình an và hạnh phúc. Thưa quý vị, buổi sáng chim hót, nhiều nông phu ra đồng làm việc cày bừa, dòng sông Rohini ít nước chảy, hai bên là những cánh ruộng mênh mông. Nhiều người dân xứ Kolia hối hả đào, đắp, tát nước về ruộng của mình. Chợt từ bên kia bờ sông, một nhóm nông dân la lên: Sao các người xứ Kolia lại giành tát hết nước của Sakia chúng tôi? Các người là quân ăn cướp, hết nước rồi ruộng Sakia sẽ khô cằn chết hết, Sakia sẽ chết đói, các người ác độc. Các nông phu Kolia cũng la hét đáp lại: Này các người xứ Sakia, từ lâu ta nhịn thua các người vì vua Suddhodana Tịnh Phạn còn sống, nay vua Suddhodana chết rồi thì đừng hòng. Nước sông này là của chúng tôi có quyền tát lấy nước về ruộng của Kolia, các người có dám giành không, chúng tôi đập cho chết hết. Hai bên bờ sông người của hai xứ kéo tới càng lúc càng đông, chửi nhau càng lúc càng dữ dội, thế là họ tràn xuống sông đánh nhau bằng các thế võ hiểm hóc tinh vi. Quyền cước chuyên nghiệp, lác đác có người máu me đầm đìa ngã gục xuống bờ sông, chợt có tiếng Phật vang trên hư không. Này các người của Sakia và Kolia hãy dừng tay lại, trong mọi dòng chảy thì dòng máu là quý nhất, vì vậy hãy sáng suốt đừng đổ máu để giành lấy nước. Các người giành nước để có ruộng lúa tốt tươi nuôi sống bản thân mình, để cho máu tiếp tục chảy trong thân của mình. Bây giờ thật là vô lý khi các người bỏ máu đi để giành lấy nước. Trong việc làm ác của đôi tay thì việc đưa tay ra giết người là ác độc nhất. Trong việc làm thiện của đôi tay thì đưa tay ra làm nên miếng ăn cho con người là hiền thiện nhất. Vì vậy các người đừng dùng đôi tay để giết nhau, mà hãy dùng đôi tay để cày cấy ruộng đồng, vì nghiệp của con người bất đồng. Nên thời tiết thất thường khi mưa, khi hạn, nếu các người biết khởi tâm từ bi thì trời sẽ mưa thuận gió hòa, nước sông sẽ dâng cao, ruộng đồng sẽ xanh tốt. Vâng, chương trình đến đây là hết. Một lần nữa kính chúc quý cô bác anh chị sức khỏe, giàu có và thành công thật nhiều trong cuộc sống của mình. Còn bây giờ xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý cô bác anh chị trong chương trình lần sau.